cửa này em thúc làm, thơm nè, màu trắng sữa. Còn miếng này là miếng giả giả đá, miếng giả đá. Cái mẫu này em thúc làm lần đầu tiên luôn. Cái gì em đốt cho em đi. Giờ dán mặt tiền 500 ngàn nè, ta lại ai cũng khen chứ không? Cái màu màu nhôm này nhôm trắng sữa ha. Cái cây này cũng bằng nhôm luôn. Cái này cửa kiến. Rồi ra nhìn đi, em dĩnh ra cho anh nhìn. Còn cái chỗ nào chưa làm đâu, rồi coi đi. Còn này ớt cái quê vô đây nè. Vậy là xong hết thúc rồi hả? Còn đâu nữa không? Không, còn bắt ấy anh vô trong anh làm rồi. Rồi. Mình giao mặt tiền. Giao mặt tiền xong rồi đó. Rồi về vô làm phía nhà sau, cái vách nhà sau. Này là cửa lùa, hai cái cửa sổ lùa cũng bằng nhôm luôn, cái này cũng bằng nhôm luôn. Nhôm. Cái về mặt trước anh Phúc anh làm xong rồi nè. Ở đây là cửa lùa. Cửa bằng nhôm. Còn cái cửa trước thì hai cái cánh cửa này cũng hai cánh cửa trước anh Phúc làm bằng kiến, dưới này nhôm màu trắng sữa. Còn đây là miếng giả đá. Này cũng dễ nhẹ, cửa này rộng nè. Rồi phần ở trong đây thì anh Phúc vô, cái cửa này là cửa nhà sau nè, cái nhà nấu ăn. Cửa này qua cái nhà nấu ăn. Nữa cô chú làm cái nhà nấu ăn ở ngoài đây. Giờ anh đang làm cái vách cái nhà sau. Còn ở đây là một cánh cửa chỗ phòng ngủ. Này còn cửa lùa luôn. Ở phía sau này một cái cửa sổ nữa, là cái phòng ngủ, hai cái cửa sổ. Phòng ngủ này mát rồi ha, mà nó rộng nữa, mà ngang qua đây 4 mét luôn. Phòng ngủ này để được hai cái giường luôn nè, nó rộng, nó dài. Mình làm cái vách này cho rồi đúng hạnh phúc. Thôi. Cho người ta đóng cửa. Tăng ca luôn hả? Cửa thì anh cũng gắn xong hết trơn, còn cái cửa sổ đây là hoàn thiện cái dàn cửa rồi. Cái này phía sau này gió nó mát nè, chỗ phòng này mát. Lùa lại. Mưa từ sáng giờ luôn, giờ này cũng còn mưa nữa. Hết sợ mưa làm trong nhà này cũng được rồi nè, tại vì mình che cái lọc mắt không. Rồi hạnh phúc là hạnh phúc là gần hoàn thiện ngôi nhà, phía sau cũng dừng xong, cửa sổ cũng làm hoàn thiện hết rồi nè. Còn cái phần vách buồn nữa, ngày mai anh Phúc làm khoảng 9 giờ nữa là xong căn nhà này luôn rồi. Bây giờ trời cũng tối nha, Hạnh cũng hẹn lại ông bà cô chú chị bạn sáng mai. Giờ Hạnh xin chào và hẹn gặp lại. Rồi giờ anh chủ khoa cũng chở đồ lại cho nhà của cô Chính với Dương Chính. Hạnh mua cho cô một cái giường với dụng cụ đồ cho cô, mùng mền gói rồi. Cái số tiền Hạnh làm nhà cho cô còn dư lại 2.143.000. Rồi chào anh chủ luôn. Chào. Cái giường này đẹp ha. Thích cái màu. Mền chiếu. Dạ. Mùng mền chiếu gói bỏ trong cái bọc. Đem dịnh cho chú. Để anh em kêu mấy anh kêu chú qua chở về.
này. Rồi cho em gửi tiền luôn đi anh. Bao nhiêu tiền cho em gửi luôn? 2.170.000. Rồi cho em gửi 2.143.000. Rồi cho em gửi luôn 2.170.000. Rồi đủ luôn ha anh. Rồi em cảm ơn anh ha. Cô Chính làm xong rồi nè. Anh Phúc rồi, vô dẫn cho cô Chính đi tham quan vòng coi chỗ nào bắt dĩ sửa lại. Coi ngay kỹ nha cô Chính, chỗ nào không dĩ sửa lại. Đây là cái mặt trước nè cô Chính ơi. Tối nay con để chỉ cho bà xài chính tập. Rồi ông muốn mở ra thì gỡ xuống. Rồi đó anh Phúc kỹ đi. Đọc lại. Bà mới xong rồi nhắn nước lại. Rồi cửa này được không cô Chính? Hai cánh cửa, còn bên đây là cửa sổ nè. Cửa sổ thì bà xét lại gì? Rồi tới một vòng phòng khách nè, cái phòng khách của cô Chính nè. Còn cái này bà là cái cửa không bà thì đó là che cái trái đi ra xô bít nè. Cái này con xài ổ khóa, xài này do dễ sử dụng thôi. Bà già là ấy gì nè là nó khóa rồi. Chốt gà này cho dễ rồi, để khóa thì mình ra khó khăn ấy đồ ra ngoài nhà sau nấu ăn rồi đó. Đây bà đã cũng đang che cái nhà sau nấu ăn ngoài đây luôn. Rồi đây là cái phòng này khách nè, cái chỗ đó phòng à. Rồi tới phòng ngủ nha cô Chính. Phòng ngủ cũng xài ổ khóa thì cho nó dễ. Rồi cái phòng đó này. Bà nhắn cái nút ở trong này nè, nhắn cái top đấy. Rồi bà gây như là nó phá rồi đó. Để chọn cửa phòng mà cắt tử đó nè. Ừ. Cái phòng bà cũng rộng lắm hả? À, cái phòng của bà là ngang là 4 mét. Dạ, phòng là hai bộ cửa sổ cho gió hướng nào nó cũng vô nó mát đó bà. Cửa này cũng sử dụng giống cửa trước đó bà. Dạ, cũng đẩy sát con hai bên rồi lại. Là cửa nhôm là kiến kiến cái gì á? Dạ, bên này cũng đẩy sát cho vừa đẩy xuống. Xuống là xuống hết các bạn, lên là lên. Cái bà thì nó mẻ giữa giữa gì là nó sẽ cắn vào đây là nó gãy cái bánh này nó bánh. À, xuống là xuống hết, lên là lên hết. Cái phòng này rộng quá ha, mười mấy mét vuông luôn hả? Ngang qua 4. Rộng quá. Mà để tủ áo, ngang giường, phòng rộng. Phòng ngủ gì được không cô Chính? Đẹp rồi. Phòng này là quá đẹp luôn ha. Rồi đây là có cái cửa phòng để gắn lại. Đúng rồi. Phòng nhôm luôn. Cửa kính. Đây là kính giả đá. Nhà mình được ba cái cửa sổ tại vì bên đây sát cái nhà nên không có gắn cửa sổ được hai cô Chính. Gắn cuốn ở cái kia, giáp cái kia. Sắp giáp bên đây luôn nè. Nhưng còn là ba cửa sổ, cửa trong phòng hai cửa, với ngoài trước là cửa chính một cửa. Cái phòng khách của cô ở đây. Cô thì nấu ăn ngoài bên kia thì nó rộng ha, nó sạch sẽ ngôi nhà của mình ha. Rồi ngôi nhà được chị sao? Cảm ơn mình không có nghe. Cũng giúp đỡ hơn, cũng có bốn tuổi bây giờ được cái ngôi nhà sạch sẽ ấm cúng cái hay gần nhà sống được nha. Hết giờ ơi, trời mưa rồi bị dột với bị sợ rồi bị sập nhà rồi ha. Nhà của cô thì mục hết trơn rồi nên cô chú không có dám trong nhà ngủ. Mỗi lần mưa thì ngủ bên cái trái, ngủ bên trái không đó. Dạ.
Rồi giờ cô tiền thu xong cái nhà này được chưa? Được không bà? Rồi giờ con sẽ trả tiền đi, số tiền còn lại cho anh Phúc luôn nha. Là khổng em đưa trên 30 triệu rồi, bây giờ còn 3 triệu anh Phúc cho em gửi luôn. Rồi cảm ơn anh Phúc nhiều nha, chúc anh Phúc làm được nhiều ngôi nhà mới nha. Cảm ơn em nhiều, với cảm ơn anh Mạnh Bùi Quân rất nhiều. Nhờ Đơn Đức Thành gần đây mình có việc mình làm quà. Nhờ cô chú ủng hộ đi, anh Phúc sẽ có việc làm được điều nha. Cảm ơn. Rồi giờ con với cô con gai gạch dán cái bảng nha cô Chính. Bảng nhà cho cô Chính nè. Chưa khui bảng luôn. Nên em dán xong đi rồi. Nè, giờ gạch cho tiếp em nè. Rồi, giờ tôi đi dựng cho. Tôi dán miếng này nó đứng nè. Hai tháng mình buôn tài trợ cho nhà cô Chính. Hai anh em trai David và Kenneth ở Mỹ, nhóm thiện nguyện Nam Úc tại nước Úc. Em trai danh thủ tướng ở Mỹ, vợ chồng anh Pháp quận ở Mỹ, bác ở Mỹ, truyền thương ở Mỹ. Và đây là 8.000 tài trợ cho nhà của cô Chính. Và hành sẽ dán cái bảng này lên. Để em dán cũng. Cái đẹp hả? Mày lấy cũng dán vào đây dài vô. O cho nhà cô Chính chữ đẹp ha. Rồi những nhà tài trợ cho nhà cô ha, cô Chính có 6 nhà tài trợ ha. Đẹp quá anh Nguyễn Hùng ơi. Giờ nó giường cho cô luôn giờ. Nên ngoài có cái bộ ngủ rồi đem vô trong phòng. Thì tại vì có chuyện là chút cái miếng ở trên cậu á ha. Phải giữ cho nó đẹp chứ. Cũng phút ra đây. Xé bọc ra đằng giáp cái giường cho cô. Cái giường này nó mát mẻ nè. Đây đây suối nha. Còn lại đi kiếm đầu kia mình chết. Đây cho con mượn con lấy cái đi kiếm đầu kia. Cái này ta dán kỹ lắm, mình phải cắt ra mới được. Có gì mà dán thì nhờ mua rồi đó hả? Dạ. Đâu vậy ha? Dạ không mua dùng gì. Giờ mình được không cô Chính? Được cái giường được không? Được. Yeah. Giường là 23 giường ngủ thoải mái luôn rồi. Thả nó xuống lên hết, tại vì gặp luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Con cá đó. Rồi quá dưa. Dừa cái khung này luôn hả? Dừa cây quá nha. Dạ. Để luôn rồi. Rồi. Trải nghiệm nha luôn. Học để đi làm ngoài ngủ. Con mua đủ hết trơn luôn. Năm mới là mua đủ hết trơn vậy đó. Con mua cho có hai nè. Một cái mền nè, cái mùng với một gói cái ôm mới nằm luôn. Đây cái mền vậy luôn nè. Mền nhung luôn đó không. Đây một cái mọt, con này một xanh hết luôn. Cái này gì? Cái này ra là gì? Để con cởi ấy ra luôn cho cô ha. Cái ra thì tự biết. Này gió nóng luôn nè. Ngủ mọt này dốt cho cháu không á. Mọt cho cháu 2 năm, 6 năm rồi. Cái mọt này ướt ra. Cái mọt này đẹp ha. Được không? Dày lắm. Áo hồi đông hoa mát lắm luôn. Dạ nó bằng mềm. Đây con mua gói màu xanh luôn. Già lớn tuổi mua màu xanh cho nó mát. Rồi một cái mùng nữa đây cô chín. Cái mồm, mồm này dậy đắt lắm. Dạ rồi đó, giờ con mua đủ công cụ cho cô chín thấy ha. Cái này nó cô chín cắt lên hai cái tấm da để cô căng lên ha. Đây tấm da này căng luôn nè. Nè con mua gì cũng xịn. Nhà của cô chín thì có 6 mạnh thường quân hỗ trợ cho cô ha. Em danh hữu tướng ở Mỹ hỗ trợ cho cô 700 đô, con đổi được 2.4 triệu thì 16.800.000. Nhóm thiện nguyện 5.7 triệu. Dì Hương ở Mỹ hôm trước còn dư số tiền lại là 5.143.000. Anh Nguyễn Hùng ở Mỹ hỗ trợ 10 triệu. Vợ chồng anh chị Pháp Phượng hỗ trợ 2 triệu đồng. Rồi hai anh trai David và Kenneth ở Mỹ hỗ trợ là 4.300.000 đồng. Tổng số tiền của 6 mạnh thường quân hỗ trợ cho nhà cô là 45.243.000. Rồi phòng nhà tiền chế thì dài 8m, ngang 4m, tổng cộng là 32m2. 1m thì 1.030.000, hạnh nhân cho 32m thì 32.960.000, và hạnh lành chẳng cho thật là 33 triệu. Rồi phần nền á thì tiền vật liệu thì 7.800.000, tiền công thợ 2.3 triệu, tổng cộng là 10.100.000 đồng. Rồi tổng ngôi nhà của cô á là hoàn thiện á là 43.100.000 đồng. Tổng cho nhà cô hoàn thiện nha con. Còn số tiền của mạnh thường quân á, hỗ trợ cho nhà cô á, dư lại là 2.143.000 đồng. Rồi con lấy số tiền dư đó con mua cho cô một cái giường ha, chứ ga niệm mền mùng gói á, là tổng số tiền hạnh mua đồ là 2.170.000. Tổng ngôi nhà của cô hoàn thành á, dụng cụ trong nhà luôn là 45.270.000. Hoàn thành nhà của cô ha. Rồi cô có lời nói với mạnh thường quân không? Cô nói gì thì muốn cảm ơn cái gì đó. Cảm ơn mạnh thường quân là cho tôi cái nhà là con mang ơn dữ lắm rồi. Dạ. Chúc mạnh thường quân khỏe mạnh. Dạ. Từ cái nhà là phòng theo cô, cái nhà là vừa ấm cúng rồi nè. Mình xe cái nhà nấu ăn bên kia là hai vợ chồng nấu ăn, mà kia thì ngôi nhà mình sẽ sạch sẽ nha. Còn đây là phòng ngủ của cô rộng rãi nha. Nữa mình sẽ để một cái phòng như một cái tủ áo đó là cũng rộng nữa đó. Như là muốn có cái gì, cái chõng nằm á, cái gì, cái võng á thì cô để trong đây cũng được nè, nó rộng. Ngoài ra Hạnh cũng thay mặt gia đình của cô Chính với Dự Chính cảm ơn tất cả các mạnh thường quân. Hạnh xin chúc tất cả luôn luôn được dồi dào sức khỏe và bình an, thì cuộc sống thì lúc nào cũng thuận lợi và bằng ăn phát đạt. Hôm nay con cũng lại bàn giao nhà cho cô Chính Dự Chính ha. Rồi cô chú thấy ngôi nhà này có vừa ý vậy không? Đẹp rồi. Anh Thảo Phúc làm được rồi ha cô Diện Chính. Diện Chính thì hôm qua giờ anh thấy ổng thấy coi được ngôi nhà này, ổng đi tới lui cũng nhìn ngôi nhà cũng cảm ơn cũng vui. Tôi nãy gọi
Dạ. Cảm ơn mình Thường Quân cho tôi cái nhà, tôi rất là ơn. Dạ, lớn tuổi rồi được ngôi nhà vậy là hạnh phúc lắm rồi. Rồi giờ Hạnh cũng xin kết thúc video đây. Rồi Hạnh thay mặt cho gia đình cô 99 cảm ơn tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân. Chúc luôn luôn được dồi dào sức khỏe và bình an. Rồi giờ video của Hạnh đến nay kết thúc. Hạnh cảm ơn bà cô chú chị các bạn trong thời gian qua đồng hộ kênh Đất Thành Miền Tây. Hạnh xin chúc bà cô chú chị các bạn được nhiều sức khỏe và nhiều thành công trong sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi, con chào cô chính dùng chính về luôn nghe. Chúc cô chính được nhiều sức khỏe ha. Rồi dạ.